Tụ điện không phân cực là gì? Trái ngược với tụ điện phân cực, tụ điện không phân cực không quy định cực tính. Bởi vì tính chất chung của tụ điện không phân cực là không xác định cực dương hay cực âm, nên ta có thể suy ra chúng thường là tụ giấy, tụ gớm, tụ mica. Trong mặt, tụ phân cực có thể thay thế cho tụ điện không phân cực, nhưng tính chất này không được áp dụng theo chiều ngược lại. Tụ điện không phân cực không thể được sử dụng thay thế cho tụ phân cực. Trên thực tế, đối với các tụ có trị số điện dung nhỏ hơn 1F thường được sử dụng trong các mạch điện tần số cao hoặc mạch lọc nhiễu. Còn đối với các tụ cỡ lớn từ một vài F đến cỡ farad thì dùng trong điện dân dụng tụ quạt, motor hay dàn tụ bù pha cho lưới điện. Ngoài ra có một vài trường hợp đặc biệt, mặc dù là tụ hóa nhưng nó không phân cực âm và cực dương nên vẫn được xếp vào loại tụ điện không phân cực. Thông thường tụ điện không phân cực sẽ được dùng trong mạch tần số làm việc cao, có tác dụng lọc nhiễu hoặc sử dụng trong các thiết bị dân dụng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Vi. Hẹn gặp lại ở Vi tiếp theo.